Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Đây là mèo Simi và đây là hội anh em. Bỗng nhiên hội anh em bị trúng mũi tên tình yêu. Hả? Cái gì vậy? Và thế là mọi bạn nam trong Hero Team u mê Simi một cách lạ thường và thậm chí họ còn muốn cưới mình luôn. Hả? Cái gì vậy trời? À các bạn ơi, trước khi bắt đầu video này các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký nha. Và các bạn có 3 giây làm điều này. 3, 2, 1. Cảm ơn nhiều nha. Ok, còn bây giờ bắt đầu video thôi. Let's go. Trời đất ơi, hôm nay đúng là ngày trong lành mà. À, vừa tỉnh dậy cảm giác thật là bình yên quá đi. Trời ơi, bông hoa màu đỏ, trời ơi đẹp như tình yêu vậy, hi hi. Một ngày thật là trong lành. Ủa, gì kỳ vậy? Sao nghe trong lành mà sao nghe nó ồn ào vậy ta? Từ từ, cái tiếng nó đâu đâu đi đây nè. Quá trời, trời. Cái làng này bây giờ còn đánh nhau nữa hả? Cái gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, cái gì mà đánh nhau dữ thân nghe trời, cái gì vậy? Hay quá, trời ơi, đúng rồi, đánh nó đi. No. Cái làng này tình mình là bạn bè với nhau, mình phải quan tâm lẫn nhau chứ, tại sao lại đánh nhau như thế này? Không thể nào, mình là thần tình yêu chân chính đó, real chân chính luôn. Mình phải giúp cho họ có một tình bạn thật là trong sáng, một tình bạn thật là rất là đẹp, tuyệt vời. Bây giờ ta sẽ dùng cung tên thần tình yêu bắn cho họ mấy mũi để họ cho họ gọi là thân chở nhau trở lại đó. Thần tình yêu tới đây đó, đừng à. Ấy da, trời ơi, sao mũi tên? Ủa, ai bắn mũi tên vậy? Sao nó bắn chúng người mình rồi nè? Ấy da, trời ơi, bắn nhau à? Đó trời, tránh ra, cái này của tôi. Cái gì vậy? Mũi tên đâu vậy? Bắn nhau nè, đó rồi, vô cái đó rồi. Trúng hết, trời ơi. Rồi, thương nhau đi, đó, thấy chưa? Thần tình yêu ban phước cho mấy người nè. Nè, ba em nổi kìa. Trời ơi, tụi chúng đang cãi nhau mà tiếng cúi mặt xuống là sao vậy? Ông kẻ bỏ rớt tức là ông ấy. Mà có sao không? Nè, có sao không vậy? Ủa, ai mà xinh dữ vậy? Ai? Bậy là ai mà xinh dữ vậy? Hả? Ủa đẹp của đời tôi. Bạn ơi, bạn là ai? Bạn có thể cho mình biết tên được không? Bạn giỡn à? Bạn ơi, bạn nghĩ rằng chúng ta nên đặt tên cho con chúng ta tên là gì? Hả? Bạn ơi, bạn nghĩ đám cưới của chúng ta nên tổ chức ở đâu? Cái gì? Bạn có nghĩ là nó nên tổ chức ở du thuyền không? Hay là siêu xe hay bãi biển? Mời. Ủa, mọi người không biết tôi là ai hết trơn luôn hả? Ê chà, chết rồi. Trời ơi, mình bắn hơi lố tay. Mình như... Ủa? Đây là cung tên tình yêu chứ phải cung tên tình bạn. Oh my god. Thôi mình chắc không sao rồi nhỉ. Thì yêu gì đâu, yêu cũng như thích mà thích cũng như tình bạn thôi mà đúng không? Chắc không sao rồi vậy thôi. Yêu nhau vậy cũng được, hơi lớp, không sao hết. Ủa, Siro, cái đó. Biết. Hả? Ủa, bạn là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp trên thế giới này và chắc chắn không hợp đâu hai. Bạn là người con gái của đời tôi. Hả? Mọi người ơi, cái chuyện gì xảy ra vậy? Nè, từ chúng ta là người quen của nhau mà. Mấy mọi người bình tĩnh, mọi người à. Không quen rồi, phải quen chứ, làm sao mà không quen hả? Mọi người đi bị gì vậy mọi người? Cứu mọi người. Bạn ơi, trời ơi. Sao mọi người? Sao mọi người đi mà? Sao mọi người cứu em với? Không được, mình phải leo cây mới được. Cứu lại đi. Ủa bạn ơi, sao bạn leo cây rồi? Bạn ơi, mình sẽ leo lên chung với bạn nè. Bạn ơi, nhìn lại đi. Mấy ông nội khi đâu người ta. Trời ơi, sợ quá à, mọi người. Cái gì mắt trái tim nhìn như tôi vậy? Này cô gái. Cô gái à, hãy quay lại đi nào. Ủa nè, Karen, Phong Cận, Siro, mày mặc cái đồ gì vậy? Sao tôi cái này giống... Chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Đồ này là đồ chú ghệ đó. Hả? Chú
Con hãy chọn đi, một trong ba chúng tôi. Để cho chúng tôi từ. Trước khi chọn á, mỗi người phải nói một cái câu chân thành nhất trong lòng của mình. Để tôi nói trước cho. Chắp tay còn lại ông trời. Đừng mang đau khổ tới người con thương. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn bảo vệ và sẽ luôn che chở cho Sim. Nên là Sim hãy chọn tôi nhé. Không 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 không. Đừng tin mấy cái tên này. Mấy cái tên á mà để cái đầu trắng trắng kiểu này là thường à. Mấy cái tên này là mấy cái tên mà gọi là sao ta, à, lừa dối tình cảm người khác nhiều lắm. Vậy mà ăn gì vậy? Tôi chính là màu xanh chung thủy. Tôi biết rằng bạn cũng thích màu xanh lắm đúng không? Mà màu xanh của mình với màu xanh của bạn, chúng ta là đều là màu xanh. Chúng ta quá hợp nhau vậy còn gì nữa đúng không bạn? Hả? No. Bạn à, bạn đừng nghe hai tên này nói. Tôi cũng không còn gì để nói với Sim cả. Bởi vì không, sao? Mình không còn gì để nói. Thì ai chơi kìa, ai chơi kìa. Thì em là không còn gì để nói. Thôi, không còn gì để nói. Không có gì để nói. Không có gì để nói. Không có gì để nói. Nói lại kìa. Cứu em với. Cứu em với. Đúng nhau. Đúng nhau. Đúng nhau. Trời ơi. Đúng rồi. Vậy kìa, vậy kìa, vậy kìa. Vậy kìa. Mọi người ơi. Tự nhiên bắt nạt em gái tôi rồi, ba tôi cứu em đi. Ba người này là tin quán cà xí mà. Ba người này muốn cưới em. Cây rau muốn cưới em thì Diễm nói ba người là sao không hiểu. Cây rau phong cảnh là sao? Ủa là sao phong cảnh? Diễm là sao? Nè nè nha nè nha, hai cái con người kia đừng có mà dụ dỗ Simi nha. Simi là của tụi tôi. Cái gì vậy trời? Tại sao một người dễ thương như Simi mà tự nhiên lại có hai người nào đây? Trời ơi, một người đó mặc đồ đen thui lùi, còn người đâu? Trời ơi, nhìn nè. Trời ơi, chị bao nhiêu tuổi? Chị lớn, chị già ở đầu rồi mà chị còn đi chơi chung với Simi. Này này, cái này là xúc phạm, cái này là xúc phạm này, chịu đánh lại nha. Mà đứng lại, em có thể không nhận ra chị. Ôi thôi, đến Sami mà em cũng không nhận ra. Ủa? Là sao hả? Hai người bớt nói là đi, hai người bớt nói là đi. Tôi cho gọi là tôi nhờ anh đây văng hai người này là khỏi đi đâu. Sao đi, lỡ tay nha bạn màu đen đen ơi. Tôi nhận đâu lắm rồi nha. Lại. Tôi không ngờ ông bảo là ông sẽ cố gắng kiếm tiền mua nhẫn cưới tỏ tình với tôi. Bây giờ ông lại cưới em gái tôi là sao? Tôi bạn là ai? Tôi đâu biết bạn là ai đâu. Hai người ơi bạn đó là ai? Tôi đâu có biết bạn đó đâu. Tự nhiên hãy nói đừng có đây nói đừng có đây. Mà đi theo tôi đã. Ủa, cái Ron chẳng lẽ em không nhớ tôi là ai hả? Trời nhớ chứ sao không nhớ? Cô chính là Simi, là người mà tôi yêu thương nhất chứ còn gì nữa. Đi số này. Ủa đâu ta? Ủa sao không có cha xứ đây ta? Thôi kệ đi. Nếu mà giờ không có cha xứ thì giờ mình sẽ đặt tạm đó. Ủa không có cha xứ đi hả? Thôi đặt tạm cái đầu lâu đây đi. Đó coi như là những cái đầu lâu này sẽ chứng minh rằng là tình yêu của tôi dành cho cô thực sự rất là lớn luôn. Tôi không có muốn gọi là mấy cái kẻ như là Phong Cận nè hay là Shigo tới để gọi là cướp cô đi khỏi tay tôi đâu. Simi à, từ khi mà tôi gặp cô là tôi đã cảm giác rất là thích cô rồi. Và tôi biết chắc chắn rằng cô chính là người con gái của đời tôi. Cho nên là ngày hôm nay, ngay tại lễ đường này, tôi muốn nói một câu, đó chính là liệu cô có muốn chết vợ của tôi không? Tôi cô Chim ơi là của ta. Chính là cái kinh khí cầu anh đã xây lên để thể hiện lòng thành của anh đó. Hả? Vậy luôn hả? Nhưng bây giờ thật ra anh đã có tình cảm với em ngay từ ánh nhìn đầu tiên, mà người ta hay còn gọi là tình yêu xét đánh cái đùng ngay đầu trái đen thui nguyên con người. Hả? Vậy hả? Nhưng hỏi em là em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Xét đánh cái đùng nè, đánh cái đùng trong coi luôn nè. Ủa, cái gì vậy? Mày, đưa lên.
nổi để bị khổng rồi. Băng dẫn Phân đi đâu đây? Ủa công viên hả? Đây Simi xuống nè, xin giới thiệu với Sim. Đây chính là tòa lâu đài do tôi mua tặng cho Sim đó. Sim thấy không? Tôi mới chính là cái người thật lòng với Sim nhất. Bởi vì tôi tặng cho Sim nguyên cái tòa lâu đài tình yêu hình trái tim này luôn nè. Đó, còn hai người kia chỉ toàn là đi kiếm mấy bông hoa ở ngoài vườn, xong cắm xuống đất, xong rồi là xây cái hình trái tim phèn ơi là phèn. Mình chỉ không nói bạn một điều là bạn bị dính gọi là gì ta, cái mũi tên tình yêu rồi, chứ không phải là bạn yêu mạnh đâu. Không cần mà cái tỉnh táo lại đi. Không có ôi tôi thiệt là tôi thích Sim lắm luôn á. Đây đây giờ Sim leo lên vô ai vô ai tôi sẽ đưa Sim vào hôm nay. Đây nè, trong này nó đẹp lắm luôn á. Nè đây có một cái ngai vàng rồi. Sim ngồi lên đi. Từ nay Sim ơi sẽ là chủ nhân của cái tòa lâu đài này. Và bây giờ Sim ơi nhìn nè, ở trên bánh kem này Sim thấy không? Trên cái bánh kem Sim có muốn hai chúng ta sẽ giống như là hai người đang ở trên bánh kem này không? Trời, chúng ta cưới nhau đi. Ơi, trời các bạn ơi, Phong Cận bị mẹ Sim mê mình rồi. Trời, ông bị dính cái mũi tên tình yêu đó mọi người. Chết rồi. Nè Phong Cận ơi, ủa chẳng lẽ ông thích tôi lắm luôn hả? Thích chứ. Chết rồi. Nhưng mà không được các bạn ơi, bây giờ mình phải nói sự thật. Phong Cận à, thật ra Phong Cận à, sao vậy? Tôi không có thích ông, tôi ghét ông. Người mà tôi thích thật sự đó chính là Kairon, ông hiểu chứ? Nè, Phong Cận Sim nói vậy, Sim không thích tôi à? Đúng vậy, người tôi thích thật sự mới là Kairon, còn người mà ông thương là Sammy cơ. Sammy là ai? Tôi không biết Sammy là ai đâu. Trời ơi, bà không thích tôi bởi vì tôi là người bình dương đúng không? Bà thấy tôi độc lạ quá, bà thấy bà không xứng đáng với tôi đúng không? Tôi xin lỗi bà. Cuối cùng cũng đã tìm được cái chỗ mà Phong Cận TV dám cướp mèo Sammy rồi. Cái gì? Các ngươi muốn gì? Phong Cận gì? Vậy Sigo sẽ mặc đồ gì? Sigo, ủa Phong mặc đồ gì vậy? Ủa đây đâu vậy? Ủa mấy người đây? Trời ơi, Phong ơi, bây giờ ông yêu ai nhất nè? Kiểm tra coi. Ủa mấy người ai vậy? Ủa hai người ai vậy? Ủa chứ, bốn người ai vậy? Ủa Phong, ai đâu à? Ủa ai đâu à? Sao á? Sao á? Ai đâu vậy? Sao á? Sao á? Cái có nhớ Sim là ai không vậy? Hả? Ủa Sim là ai? Ủa tôi làm gì quen ai Sim? Ủa là gì vậy? Ủa gì đây? Ai đây? Đây là ai vậy Sam? Cái gì? Chết rồi Sim ơi, cái này là thuốc hết yêu. Lại có nghĩa là em với Kai cũng hết yêu nhau luôn. Chết rồi. Trời ơi, mấy người này làm gì vậy trời? Đứng đây tào lao quá. Thôi đi ra đi khác đi. Đi về. Trời ơi, từ từ. Muốn gì vậy? Dừng lại. Một trái tim siêu bự sao? Anh tắt mất rồi. Đi theo tôi. Ủa nè, cái...
thức lên chị. Trời ơi, em càng tới. Chị có ở đây đâu? Trời ơi, mà ở giữa sân khấu luôn chị. Đang ở giữa sân khấu đó chị. Chị đang ở giữa. Mình lớn rồi chị, mình sắp có khả năng đọc suy nghĩ người khác rồi chị. À, ôi, câu này không biết đi. Câu này hay vậy. Câu này là câu này tinh túy nè. Chưa dai đừng nè. Lúc nào Phong khóc là Phong khóc luôn à, biết đâu, biết đâu. Lại.